Dạ, xin mến chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh tiệm máy nổ Hoàng Dân. Hôm nay là ngày 13 tháng 8. Hôm nay thì cửa hàng của chúng em xin giới thiệu tới các cô chú anh chị là giàn K700. Giàn này là sơn bìa nha các cô chú anh chị. Còn đầu máy là đầu máy ER65-2. Đây. Em giờ em đẩy ra em chuẩn bị rửa. Đấy, nó còn dính sền đất không à. Đấy, em rửa gáy cho nó sạch sẽ xong rồi em sẽ quay chi tiết lại cho các cô chú anh chị xem. Rồi em sẽ chạy nổ vô, chạy thử bộ giàn luôn. Xe gác đó, nó có đè không à? Không anh ơi. Hả? Không. Quay nữa đó hả? Rồi anh em ơi, thôi để bây giờ em rửa gáy cho nó sạch sẽ chút xíu à. Rồi em sẽ quay lại cho anh em xem nha. Thank you.
Rồi anh em ơi, nãy giờ em rửa gáy xong rồi. Đó. Trời ơi nó đẹp nè, anh em thấy không? Mới tinh luôn rồi. Quá trời đẹp luôn. Đầu máy như vậy luôn nè anh em thấy không? Còn rất là mới luôn. Quá trời đẹp luôn. Đó. Hết sức đẹp luôn anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Còn rất là mới luôn. Đầu này là đầu ER65 nha anh em. Đây, ER65-2. Đây. Còn rất là mới, là đẹp luôn. Thì bây giờ em sẽ test nổ máy nha anh em. Em chạy rồi em cho nó xới luôn, thử cho anh em xem luôn. Zin toàn bộ hết. Bộ này là bao zin luôn. Rồi chạy đi. À, liều thôi. Rồi đó anh em thấy không? À, nãy giờ thì em đã chạy thử rồi, rồi xong mà xới luôn rồi, thử xới thử chạy đâu cho các anh em xem rồi. Thì anh em nào yêu thích dàn này á thì liên hệ tới số điện thoại bên góc trái màn hình của em nha. Đó. Ở bên cửa hàng của chúng em thì còn mấy bộ dàn thứ vậy nữa anh em ơi, còn rất là nhiều. Đó. Số tới thì nó có 6 số luôn nha anh em. Đó, số lui thì có 2 số. Số chậm và số lẻ.
Rồi, thôi video của chúng em tới đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video. Nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận được thông báo và video mới nhất. Địa chỉ cửa hàng chúng em thì nằm ở khóm 1 thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, nằm cạnh quốc lộ N2 chân cầu vượt. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Và xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.